kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay 10 trái mãng cậu bên nhà Bắc Khanh đó, nó chín hết trơn rồi cả nhà ơi. Hôm bữa mình có nói là để nó chín mình cắt ra mình review cho cả nhà mình xem á, có cái 10 cái loại mãng cầu này nó ngon như thế nào ha. Hôm nay mấy anh em mình sẽ cắt 10 loại này. Giờ mấy anh em mình cắt nha. Bắc Khanh này là Passion Prolific. Tiếng Việt Nam nó là kêu là mãng cầu gì? Không biết luôn. Loại này chưa có được comment cho nên không có. Nhìn cũng giống ở trong, nhìn nó cũng giống như Việt Nam Lai. Mình compare, mình chút nữa mình cắt cái này mình compare nè. Cái này kế tới là cắt thằng này nè. Đó. Đó, đúng rồi. Cái này qua đây. Người là Việt Nam Lai. Cắt luôn. Hai này xịt giống nhau nè. Thịt gần giống nhau. Để chút mình ăn mình mới feel được cái taste của nó. Đúng rồi. Gần giống nhau. Giống nhau. Gần giống nhau. À, thằng này là Việt Nam Lai. Yeah. Cho xin cái dĩa. cái mắt của nó đẹp quá ha. Cái mắt của Việt Nam Lai đẹp. Cái nét. Ồ, cái thằng này vậy mà nhìn thấy ngon thấy à. Ngon á, nhìn thấy ngầu á, không thấy hụt đi hết gì trơn á. Tại vì mình cắt cái chiều cái này không là một chải à. To đùng luôn ha. Cắt cái đường kia úp lên nhìn. Nào, cái trái này đã. Cái này là cần phải thử nè. Trái này là nó phiên bản mịt văn rồi. Ăn rồi hả? Ừ. Nhớ bác. Phiên bản mịt nó giống như anh giống như AP thôi. Ăn nhiều quá không nhớ. Hôm nay mình lại có vẻ bị phơi sương rồi nè. Gió mưa. Năm nay mang cầu chín sớm thì tháng rưỡi 2 tháng mà. Nếu vậy là coi phải coi lại mấy trái ở nhà rồi. AP là mang cầu Úc đó nha. Mang cầu Úc đúng rồi. AP là mang cầu Úc. Vẫn nhìn so lên. Để cho nó có chỗ nè. Cái này là gió thái sữa. Gió thái sữa để một dĩa thôi nhỏ. Wow. Quên không có đem cái đồ đo đường đi mà. Cái này. Ủa em có, để em không có. Em có đồ đo đường không? Có. Em có đồ đường thôi được. Cái này là trang ghép nền này, con này cũng bị trang ghép rồi. Thôi chơi rồi. Trang ghép nền. PPC. Hoàng hậu. Rồi, trái hoàng hậu này sẽ ngon nè. Cắt vô như vậy là thấy da nó dài rồi. Trái này sẽ ngon nè. Cái trái này nhìn nó trắng nõn luôn. Rồi, nó nhỏ chứ trái to cũng ngon. Tại vì cái bạn coi cái cơm đó nè, thấy không? Dạ. Không có mềm, nó sẽ dai đúng lắm. Rồi, cơm nhìn thấy dai nha. Ừ. Cái thằng rồi, mặt, cầm em lên cắt lại rồi. Ly xà thường. Ly xà. Nghe có như ly xà nhìn. Đó, ly xà bên đây nhìn đẹp quá. Nhìn đẹp ha. Trời ơi, em này mình mê em này lắm. Ly xà đẹp nè, đó. Cho em này là mới giữ răng nè. Này ly xà đẹp nè. Cái mắt nó to lắm. I love you. Trời ơi, trời ơi. Cái này là con này ha. Cái này bảo đảm ngon. Đó, nhưng mà cái nét trắng á, cái cơm trắng này á là cái thằng này mới. Cái gai của nó nhìn như vậy là bảo đảm ngon luôn á. Nha. Quá trời đẹp luôn. Trời. Rồi, lấy ngon. Cái thằng nó thằng này là thằng thằng này anh nôn. Cái chừng vô tay nha. Thằng này là thằng đít bự nè. Đít bự. Cái này mình trắng. Mình canh đều quá cho nên nó mình canh cho nó chín đều thì nó lại bị đó cái này thằng này lột. Đó, lột này anh lột này nè. Dạ dạ. Đó, cái thằng này là cái ấy của nó đó. Cái lạ của nó đó. Rồi. Mẹ hơi nhiều hả? Mấy chai măng cầu này đó. Mấy anh em mình đã cắt hết rồi nè cả nhà. Bây giờ mình lấy cái máy đo đường đó cả nhà. Mình đo độ ngọt của đường là bao nhiêu. Mấy anh em mình sẽ ăn thử xem chất lượng của những trái mãng cầu năm nay nó có ngon hay đạt tiêu chuẩn hay còn khuyết điểm gì không ha. Cái này là theo khẩu vị của mấy anh em mình thôi nha cả nhà. Ngọt tốt luôn á. 20 trở lên là mình thấy ngon rồi đó. Mắng cầu phải 22. 21, 22. Là ăn được rồi. Nha, con này lên có 20 nè. Việt Nam Lai vậy mà không ngọt bằng. Con này 20 rồi. Thấy không? Con này ngọt hơn nhiều. Ghi vô. Đó, như vậy xong rồi mình đo như vậy xong rồi là mình... Ghê thiệt. Mình đo về xong rồi mình... Mình ăn mới biết được. Ừ, thằng S. Để có AP. AP sao không? Hôm bữa mình thái trái này sao thấy nó nhỏ quá bác anh? Nó nhỏ thiệt chứ AP nó đâu có chín bây giờ. AP nhà mình đâu có chín giờ mà anh, AP nhà mình nó chín Tết mà.
nên mình tính ra cái trái AP này là nó nhỏ, nó nhỏ, nó nhỏ nhiều, đường nó tốt không nè, nhỏ nhiều, nhỏ nhiều, mình sợ đường nó không tốt bằng cái đúng ra là AP là nó lên đường dữ lắm á, bao nhiêu vậy? Lên lên quá tốt luôn. Cái này 25 luôn rồi. Ừ, 24 này 24-25 luôn rồi. Thằng này có thể lên được 27 nè. Đồ cũng có vậy, có 23. 23 là cũng ngọt lắm rồi bác. Ngọt mà. Dạ. Cái này do thay sữa này ha. 23. TCV thì mình nghĩ chắc 20 thôi. No, TCV nó không có ấy nhưng mà ăn cái texture nó dai dai ngon lắm. Đó thì nó dai rồi. Nó dai, cái thằng này là nó thực sự ăn dai, không có nào mà dai bằng này đâu. Hoàng hậu. Cái dai nó ăn mình không có cái này vừa chín tới nó ngon, chín quá là nó không ngon. Nó bị nhão đi. Thằng này ăn không có cần, không trời, phải cần Diễm. Ngọt lắm. Chị canh 10 trái nó chín được khó lắm chị Diễm. Cho em một like đi. Em canh quá trời luôn. Diễm mới nói là chín vị. No. Chín quá là nó đi luôn á. Đúng rồi. Ngon. Nhưng mà nó thơm, nó có cái mùi thơm riêng của nó đó. Rồi. Đồ, khách mày đẹp chứ cái hả? Này, ngon này. Rồi, rồi, rồi ai ăn đi, để review Bắc Khanh. Để em coi coi. SSA là mình cũng mới được ăn lần đầu tiên rồi nha. Mà nó không thơm. Để coi. Nó thơm giả man luôn đó. Nó thơm ngọt giả man luôn đó. Để coi nó feel giống gì trời. Nó ngon thì nó có ngon rồi đó. Chị Diễm nói giùm em cái này với Diễm. Ừ. Nó cầm được cái này, này nó cũng lột được rồi nè. Ngon nó rồi. Cái này á, bên sau nó giống nó đậm đà, cái vị hơn Việt Nam Lai chút rồi. Hết nhiều. Nó đậm. Việt Nam Lai nó bị nhão. Cái này nó hơi có một chút. Cái Việt Nam Lai nó bị nhão, cái thằng này nó dài hơn nhiều. Nó sẽ ngon hơn nhiều. Cái này vô là có cái bạch đàng hoàng. Cái này em thích cái mắt cậu nó đẹp quá ha. Mời cả nhà này nha. Mười trái là phải mười là mười mấy đứa anh chứ anh như vậy cũng đầy bụng mệt chứ. Cái này nó thơm quá ha, thơm nhiều. SSA rất là ngon, thơm. Thằng này với thằng kia gần giống nhau nhưng mà thằng này thì thấy ngon quá, thấy ngon hơn nhưng mà cái trái nó nhìn gần giống nhau. Nó có cái nét giống chứ không phải là mình nhìn vô là mình nhìn thấy. Vô là nó có ba cái nét gần giống nhau đó. Ồ thằng này Việt Nam Lai mấy cái đúng SSA, rồi mấy cái với lại thằng ồ đẹp ngon chứ nè, nhìn nè hấp dẫn nè. Vậy chắc cái thằng này mà ăn được là năm tới là cái thằng đó sẽ không cho trái nữa, cắt hết mấy cái thằng xung quanh, cắt hết xung quanh để cho nó lên chứ, cho nó lên. Ừ chút lắm bác anh ơi. Cái này 25 mà ngọt quá rồi. Ôi, quá ngọt luôn. Nó ngọt như cục đường luôn. Ngọt. Ngon. Mà thằng này chứ, thằng này là trồng chung cây với thằng này nè. Ngọt ngon. Oh my goodness, so good. Ngọt quá. Quá ngọt luôn. Quá ngọt. Ngon chứ. Xíu rồi, xíu rồi. Thằng này là mình thích là quá ngọt rồi. Anh không được nhiều. Thằng này phải kiếm nó lúc mà nó 23 mình ăn thôi chứ 25 ăn ngọt quá. Ăn như vậy rất đặc biệt. Ngọt quá, ngọt quá. Ngọt quá so với mình. Chứ người ta là có thể là đó. Máy nó không có lọt, máy nó không có lọt đâu. Bây giờ này trong cái miệng mình ăn xong rồi nó cứ ngọt hoài. Ngọt gắt luôn á. Thằng này là thằng Anon. Anon thì cái thằng này là ăn nó lột vỏ luôn đó. Có vấn đề à? Đó, đúng rồi. Đây lột vỏ ra từ từ. Đó là như vậy nè. Đó. Nữa, thật ra nữa. Là nó lột như vậy mà cái thằng này cái trái nó có thể lên 3 pound là bình thường nha. Ồ. Chứ không phải nó nhỏ như vậy đâu. 3 pound hả? Ừ, nhưng mà chồng nó đó mà như năm nay hả? Là mình bị nó nứt nhiều đó. Ngon. Cái này là mình thích ăn này nha, nó rất là có hậu, nó có chút này mình ăn quá ngon rồi. Cái thằng này nó lột như vậy đó là mình thích, mà thịt nó trắng đó, trắng bóc nha. Mà cái trái to của nó là nhìn mà không mê thôi. Ai mà nhìn thấy cái trái to hàng ngày mà về không trồng thì bỏ trồng cây liền, bảo đảm. Này hôm nay bằng đâu có kiếm ra giống đâu trồng. Rồi, thằng này kiếm nợ AP rồi. Ok, rồi tới là thằng này đi, thằng này 24. Ngọt 24. 24 ngọt dữ trời. Mệt hả bác anh? Không rồi. Tiếng mê mệt là nó cũng giống như Úc thôi đúng không? Gần giống như Úc. Mà trái nó to. Ngọt, thơm lắm mà kìa giống. Thơm chứ? Thơm ngon mà. Ngon. Ngon thì có rồi á. Sao bạn hơi trái gì? AP hả? AP là gì?
Thì nhưng mà trái không được ngon này, chưa bị sượng nhưng mà ngọt lắm, rất ngọt luôn, ngọt dai luôn. Cái này cũng ngon này, nó chưa bị rửa này, nó dai đó. Thằng đó gì vậy? Phải chắc là rồi. Thôi. Phải chay rồi. Phải chay. Thằng kia là nãy giờ vẫn đứng. Ăn đi. Thôi ăn gì ăn hoài, bắt cho em ăn hoài. Ngon lắm, thật luôn, nó ngọt lắm như vậy. Hai mươi ba mà chúng ta hai bờ chạy vòng vòng đây luôn á. Cái này em thấy thường á, đa số ai cũng khen ngon hết trơn. Do Thái ngon. Do Thái ngon. Do Thái là chuẩn. Gia Thái với Úc mà nếu mà ăn đều là ăn chuẩn luôn á. Dạ. Còn mấy cái kia á, Do Thái thấy mình là nó không có bị phạm lỗi mấy cái lỗi này nè. Dạ. Lỗi sượng á. Do Thái à, nó không có bị sượng giống gì phải không? Do Thái không bao giờ bị sượng. Không bao giờ ha. Còn Úc là bị phải không? Thỉnh thoảng bị. Úc nó hay bị. Úc hay bị hay. Bác Khanh đang mong đợi cái trái nhỏ này nè. Trái này. Thái sữa. Thái sữa. Đây trái thái sữa nè. Miêu kỳ quay. Trái này mình là hơi chín rồi nhưng mà cái thịt nó ngon lắm á. Bác Khanh đang mong đợi trái này nè. Nó cắt như vậy là dài lắm rồi, nó bị bẻ đó. Thế nó dính rồi. Cái này đúng là nó gọi là giống của Thái Lan là phải. Tại vì nó chắc. Dạ. Nó chắc thịt. Đi rồi cho chắc. Cho thái sữa. Oh my god. Nó dài lắm. Đúng. Nó dài. Đúng rồi, giống của Do Thái. Nó dài bác anh ơi. Có mùi sữa không? Nó ngọt thanh đó hả? Cái này á, Do Thái của mình á, cái ngọt. Đâu, nó có nó mùi dài, khác. Cái này có cái mùi khác. Nhưng mà cái thịt này nó dai. gần như hàng hậu luôn. Mời cái nhà ăn Do Thái sữa nha. Không, ngon chứ Diễm hả? Dài, rất là dài. Dài, nó có cái mùi thơm của nó. Dài quá gì vậy? Giống đó là giống tình đồng đặc quyền á. Mà nó ngọt quá ha. Ngọt. Khác luôn. Việt Nam Lai. Nói mà nó thơm. Nó thơm thiệt. Nó thơm. Nhưng mà nó thịt nó mềm quá. Thịt mềm hả? Nãy giờ mà ăn á, hơn nó thơm. Trái này tính ra là nó hơi thơm. Nhưng mà thơm thiệt. Nó hơi chín rồi á, nhưng mà nó thơm. Mình là thích cái mùi thơm của cái này đó, mình không biết á. Như cái này là chọn với ly xà thì mình ăn cái này. Rồi. Mình không thích ly xà bằng cái này. Bây giờ bước ra, hiểu cái này đi. Bên đây mình, cái trái này thật sự không có ngon mấy, nó không có được dai mấy. Cái này nào? Cái Việt Nam. Vì nó lại không ngon. Đúng, nhưng mà nó thơm. Nó thơm. Nó đúng rồi, mùi thơm. Trái to thì to mà nó nhẹ ký nữa. Ừ, đúng rồi. Việt Nam Lai cái trái này. SSA là nó có chút. Việt Nam Lai cái nhà. Ăn vẫn ngon miệng hơn. Chà. Còn cái anh pha kia kìa. Đó, hai anh đó là mình cần thử đó. Nó thơm mà nó nhão hả bác Khanh ha? Việt Nam Lai. Đâu, nó không có nhão. Đâu có nhão đâu. Nó nhão. Nhão. Nó nhão. Có. Cái này nó... Nó nhão. Việt Nam Lai. Nó nhẹ chín quá là nó sẽ ăn nhão. Nó nhão. Chứ nó cũng không có nhão như mấy người kia đâu. Đâu, nó nhão hơn luôn. Nhão hơn. Nó là trong các loại mãng cầu á, thằng Việt Nam Lai là thằng nhão nhất. Nó ngọt 20 mà ăn nó ngọt lít luôn. Không, tại vì nó dày rồi nè bác Khanh. Nó lên chút. 20 mà nó mà luôn. Ngọt lắm hả? Mà nó chỉ có 20 à? Chắc kỳ vậy. Nhưng mà cái muối của ly trà nó vô miếng nào miếng nấy nó đã ngon mình lắm. Thế nào con ăn thử rồi. Đây cái muối của ly trà thì nó ra từng muối một được. Đây. Ừ đúng rồi, nó ra từng miếng miếng được. Tết này ra bác Khanh. Đó ly trà của nó là nó từng muối vậy nè ơi. Nó như là đây, nó như là cái lâm của đây. Nó như là cái lâm của cái cục thịt thịt cua vậy đó. Dạ. Thấy không? Đúng rồi, nó lấy ra như thịt cua. Đấy này lúc này đang lấy. Đây canh 10 trái này chín cùng một lúc là cực khổ lắm chứ đâu phải vừa. Đây mời cả nhà ông cầu Lisa nha. Trời ơi, cái thịt nó ngon quá cả nhà ơi. Quá trời luôn á, nó từng múi nha mà. Thơm dữ sợi luôn. Thịt nó giống thịt cua hoàng đế. Cái trái này ngọt hơn cái trái nãy nhiều lắm mà sao có 20 vậy lại. Thì đó có 19 với 20 đó. Máy đo là không có sai nhưng mà cái chút của cái nó khi của mà cái trái nó chín tới á, nó có khác. Tại vì hồi mà anh thử bưởi á có nhiều trái á ăn nó ngọt, ăn nó chua nha. Nhưng mà nó chua nhưng mà cái đường á thì nó lại cao hơn. Nó vì cái này nó chỉ có measure có loại đường thôi. Cái này nó nhiều rồi, bây giờ coi bác Khanh cho điểm coi cái nào ăn ngon mà người ta dễ trồng á bác Khanh. Trong các loại này á thì đây chỉ là tổng quát mấy loại tương đối là mình collect nó ăn tương đối là ngon cho tới khá ngon cho tới rất là ngon. Yeah. Thì thực sự thằng này là thằng hôm nay mình ngạc nhiên nhất, thằng này là mình trồng đã 2 năm mới được ăn trái của nó. Mà nó ngọt tuyệt vời luôn. Nó ngọt mà nó thơm mà nó thanh mà nó đây trái này. Nó juicy á. Dạ. Nếu mà người nào mà không thích quá ngọt á thì không nên trồng nó tại vì thằng này nó ngọt.
kinh khủng. Dạ. Phải nói là phải dài từ kinh khủng mới là ăn ngọt nhức nhối luôn đó. Dạ. Ừ. Còn cái texture đồ này nó rất là ngon. Còn Giant thì khỏi nói rồi. Giant hay là Gepner hay là Giant Gepner là khỏi nói. Đứng thứ 2 ha. Ừ, này, dạ, thằng này thì at least trong cái bàn này ha, trong 11 loại này thì nó đứng thứ 2. Thứ 2. Ừ. Là một trong những giống chuẩn nhất nhì. Đó. Dạ. Thì đối với mình đó là thằng này là thằng xứng đáng trồng. Nếu dạ. như mà trồng được một cây thì thằng này phải là thằng dạ. thằng phải trồng. Là Thái trai anh ừ. ha. Dạ. Còn cái giống này á thì là giống này rất mới, này là tại mình có thì mình thấy thôi, mình chia sẻ thôi chứ giống này á là kiếm không có ra đâu. Dạ. Giống này tại vì mình có cô em cổ biết là mình mê trái đó, hay mình mê giống mới á. Dạ. Cổ mới chia sẻ thôi chứ cổ cũng chưa có bán ra ngoài thị trường. SSA thì bây giờ chắc vài năm nay là bắt đầu cũng được nhiều người để ý với nó, cái giống này bắt đầu nó ra ngoài thị trường rồi. Là nó đứng thứ tư ha. Nó đứng à, ừ. theo nói chung không? Là ăn ngon. Dạ. Ừ. Rồi, chắc thằng thứ năm nè. Thiên Mamet này á thì thực sự ra nó cũng gần giống như là cái trái măng cầu Úc rồi. Dạ. Ừ, nó thật sự cũng 9-10 rồi, anh mà không để ý, nhiều khi bây giờ anh ăn mà anh không để ý anh cũng không phân biệt được nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà tại mình có cây đó thì mình phân biệt được. Thì nói với AP cho nên hai thằng đứng sát cạnh nhau nè. Lisa. Thằng này AP hai này giống nhau hả? Thằng này với thằng này không phải là giống nhau em, nó tương tự. Tương tự dạ. Ừ, nó giống như mẹ con vậy đó. Khó phân biệt. Ừ. Mà anh mà ăn ăn. Ừ. Rồi Lisa khỏi phải chơi rồi. Lisa thì với anh thì anh vẫn để nó thua mấy ngày đúng không, nhưng mà thật sự là nó là ngon. Nếu mà trồng được, nếu như mà phải trồng một cây thì anh sẽ trồng cây này. Trời. Phải trồng hai cây thì anh sẽ trồng cây này và cây này. Dạ. Yeah. Còn phải trồng ba cây thì anh trồng ba này. Thì thực sự là ba thằng này là ba thằng mà thông dụng, mà nó thông dụng nhất á. Dạ yeah, mà giờ người ta dễ trồng á. Dễ trồng ăn đúng rồi. Dạ yeah. đúng rồi. Ừ. Dễ trồng. Giống này á thì thực sự ra đó nó có nhiều potential lắm. Tại vì cái cây mình vẫn chưa có biết chăm cho nó tới á. Chứ cái trái này thật sự rất là đẹp, mà rất rất đẹp ăn, vị khẩu vị lạ lắm. Nó đứng hàng thứ 9 nè. Ừ. Yeah. Tại vì thật sự ra nó vẫn phải thua mấy ngày đúng không? Tại vì nó chưa có được mình ăn hôm nay nó là số 9 thôi. Yeah. Cái trái ngon nhất của nó là coi chừng. Yeah. Coi chừng. Rồi rồi tiếp sau này á là thằng là tiếp Nam Hậu là thực sự là ngon lắm rồi nha. Yeah. Nhưng mà hả vẫn là đứng thứ 10 đó thấy không? Yeah, yeah. Đó tại vì trong cái đám này nó vẫn phải đứng thứ thì nó phải đứng thứ 10. Nhưng mà thằng này đó thực sự mà nói á, nếu mà để trồng á thì mình sẽ không trồng. Và tại vì chăm rất là khó. Yeah. Thằng này chăm khó mà ăn được cái trái này mà chăm mà được ăn được đến mấy cái này á là cũng phải là biết chăm mới ra tới, chứ còn không là thường thường mấy mẹ tét hết trơn à. Yeah. Là nó lớn lên rồi nó sẽ bị tét và sẽ bị bỏ. Yeah. Ừ. Còn Việt Nam Line thì cũng dễ trầm, dễ trồng dễ chăm thôi. Ừ. Nó được cái là rất là thơm. Đứng hàng nhưng mà đứng là trong vòng ra trong vòng 11 thằng nó đứng hàng cuối rồi không? Hàng cuối rồi. Ừ. Nhưng mà còn nhiều nữa. Yeah. Trong các bạn này thôi chứ còn nhiều còn thứ nữa ngoài. Rồi. À, cô chú anh chị và các bạn nào mà chưa có trồng măng cầu á thì Bắc Khanh với lại Dân rồi nói là ba cái trái này nè, ba cái giống này là ba cái giống thông dụng dễ trồng nhất mà ăn lại ngon nữa. Do Thái, măng cầu Do Thái với lại măng cầu Úc và măng cầu Lisa, ba cái giống này là dễ trồng dễ chăm đây cả nhà ơi. Giống này là năm giống mà có thể kiếm ở ngoài, kiếm dễ dàng ở ngoài thị trường. Dạ. Yeah. Hiện tại đây là những cái này là những cái có thể kiếm được dễ dàng ha. Yeah. Cái này có thể là kiếm được dễ dàng. Năm giống thì này, trong này trong này là có Lisa coi như là variety của Lisa nè, AP nè đúng không, Gepner nè, Úc Việt Nam Line, Úc Nam Hoàng Hậu thì mấy cái thằng này á là kiếm ra được. Những thằng này thì sẽ hơi khó kiếm hơn. Thằng này có thể là bây giờ sẽ không kiếm ra luôn, tại giờ mỗi có tình đồng có thôi. Cái thằng này á thì cái giống này là giống bên nhà anh ở ngoài Magnolia cũng có rồi, một số bạn bè cũng được chia rồi, xong mấy cái giống này á là thực sự là cũng chỉ có người quen biết có. Cái thằng này á SSA á là hiện tại cũng ra rồi nhưng mà cũng chưa có được phổ biến nhiều. Thằng Hillary thằng Baxter Prolific này á, thằng này cũng rất là hiếm luôn. Rồi những cái giống này á, bốn giống này đây á, có muốn kiếm đi nữa cũng rất là khó, phải là quen biết hoặc là những người mà nói chung là
collector á, rồi họ share với nhau á. Dạ. Ừ. Còn những cái giống mà mua được á thì bên này là đi ra các nursery là hầu hết đều có. Bác Khanh mà giống như là sưu tầm cái giống này là cũng khoảng mấy năm bác Khanh? Mấy cái này nói chung over time đúng không? Này thì dễ rồi, mấy cái phần này giống như thằng này nè. Thằng này là mới có 2 năm nay à. Dạ. Thằng này là có được cũng 3 năm nay. SSA cũng được 2 năm. Thằng cây này cũng được 3 năm, nói chung mấy cái cây này là trồng mới được có 3 năm nay à. Mình cũng có mà 3 năm nay mà mới là năm nay mới được ăn hai cái này nè. Dạ. Còn mấy cái năm này cái này thì cũng ăn mới được ăn năm vừa rồi thôi, thằng này thì được ăn cũng 3 4 năm rồi. Dạ. Mà nói tóm lại là cũng mất thời gian ha. Mất thời gian nhiều lắm á. Mà dạ. Mãng cầu là cái return là nhanh nhất luôn á. Dạ. Nếu mà mình có cái cây chính mà có được cái giống giống mà để mình ghép á. Dạ. Và thường là 2 năm là mình có trái mình ăn thử được rồi. Dạ. Chứ còn những cái giống khác hả, mệt lắm. Những giống khác giống như anh trồng mấy cây nhãn cây đồ á, dạ, ghép vô phải 3-4 năm. Dạ. Mới có được giống để mình thử. Dạ. Mãng cầu là tương đối mãng cầu, cái return nó rất là đẹp. Em là bây giờ nếu mà trong đây nói á, mà để em ăn á thì nó để ăn á thì chỉ có Do Thái với Úc thôi. The best là nó đều nhất. Không. À. Còn mấy thằng này thật sự nó mới quá, mình ăn chưa được nhiều, nó ngon thật. Mà nếu mà chọn mà để trồng á, cái này để mình chọn để trồng á thì mình thích thằng này. À no. Ừ. Nếu mà chọn để trồng, cái thằng này cái trái nó bầu với trái nai vậy nè, mà nó đẹp lắm. Trong đây không? Mẹ công nhận đó, không trong này á. Thật sự mà nói, nếu mà nói mà không thích ăn á, không thích ăn. Anh chỉ có thể nói là thằng Việt Nam Lai là anh không thích ăn thôi. Còn tất cả những thằng này là đều xứng đáng. Mà đó là Việt Nam Lai là, nhưng mà không thích ăn nhưng mà vẫn xứng đáng trồng. Ừ, vẫn xứng đáng trồng. Ừ. Còn hơn là mấy cái thằng mang trồng. Trong khi là như Taiwanese là mình sẽ bỏ nè. Ừ. Green Sweet là mình sẽ bỏ nè. Rồi mấy loại gì nữa, mấy loại mà hồi đó mình cắt bỏ hết á. Ừ. Mitamin là mình cũng bỏ nè. Mitamin là bỏ rồi. Đó. Bỏ nguyên cây luôn. Đó là coi như ba cái loại đó là nhiều người ta vẫn thích, nhưng mà mình Việt so Nam với người rất là ngon. Kia thì mình thằng Taiwanese thì mình bỏ. Nhưng mà nói lại cái hàng nào là thấp nhất là hôm cái nay. Thực sự là do mỗi người thôi. Mọi người ha. Bây giờ là thật sự là anh đảm bảo là không có ai có thể chê thằng này. Không có thể ai chê mấy thằng này. Ăn mà ăn đều á là cứ chọn Úc với Thái ra ăn. Mấy bạn không có sợ bị phản. Yeah. Còn đi mua mấy cái này á Úc là nhiều lúc người ta làm cái cây mình nó chưa có tới, cho nên chưa chắc là ta được ăn cái ngon. Nhưng mà bữa hôm nay ăn thực sự này ăn quá ngon, quá ngạc nhiên luôn. Những màu còn bây giờ những chơi. Cái này á thì mình ăn là trong đây nói dở thì không có trái dở. Ừ. Đúng không? Mà mình bây giờ mình nói những cái này á, có nhiều người ta không phân biệt được sao người ta ăn. À. Không phân biệt được. Trừ khi người ta ăn giống mình, ta không phân biệt được. Còn mấy bạn mà muốn ăn ngon cứ đè Úc với Thái ra. Yeah. Bảo đảm là cứ 8, 9, 10 là nó hết, nó không có bị gì sai chứ. Ăn ngon là chồng Úc với Thái thì ok cứ ha. Cứ đè Úc với Thái ăn là ngon. À, Úc là ngọt, sweet. Còn thằng Thái á, ngọt mà nó có cái vị chua chua. Đúng rồi. À, rất dễ mà trái đẹp thì là thằng Thái đẹp. Úc nhìn xấu xấu mà ăn ngon. Nhưng mà Úc đó, thỉnh thoảng nó có bị chai á. Bị chai là do thời tiết thì mình không có chăm được cái thời tiết. Giờ thời tiết lạnh, tiết nóng rồi, nhiều lúc rồi phân bón hay là những người ta không có, cây chưa có khỏe, nó mới xảy ra những cái tình trạng đó thôi. À, thời tiết thì mình không nói được. Mà nếu mà ngon thì chỉ có hai thằng đó là chăm là đều. Còn bây giờ mình nói mấy cái người mà người ta đã từng ăn thì người ta mới biết được mấy cái loại mới. À. Cái nhà hai cô chú, anh chị và các bạn muốn mang cầu mình trái to, trái đẹp như trên bàn vậy đó. À, thì mình phải biết cách chăm sóc.